Dạ, chị Minh Thái kính chào quý vị khán thính giả của đài VNTV. Một lần nữa xin cảm ơn sự quay lại với chương trình Straight Talk với chị Minh Thái. Thưa quý vị, hôm nay Jimmy sẽ có cơ hội giới thiệu với quý vị một nhân vật rất là trẻ, bạn khá là trẻ. Và trong năm 2020, bạn được bình chọn bởi cái tạp chí Forbes Việt Nam là 30 Under 30, tức là 30 bạn trẻ dưới 30 tuổi mà tài giỏi nhất của Việt Nam. Đó là bạn Hoàng Hoa Trung. Bạn có một cái tổ chức thiện nguyện mà Jimmy đã có cơ hội được hợp tác với bạn để xây những cái điểm trường ở Việt Nam. Hai thầy trò gặp nhau khoảng 4-5 năm trước, khi mà Trung còn rất là vất vả, mỗi năm bạn chỉ xây dựng được khoảng chừng 1-2 cái điểm trường thôi. Nhưng mà bây giờ thì Trung có thể xây dựng tới cả trên 100 điểm trường một năm luôn. Và Jimmy nghĩ đây là một trong những cái tài năng trẻ của Việt Nam mà rất là được tuyên dương trong cái vấn đề phục vụ xã hội. Để không có mất thời giờ quý vị nữa, Jimmy xin được mời quý vị chào đón em Hoàng Hoa Trung của tổ chức Ánh Sáng Núi Rừng. Thầy chào Trung. Xin chào quý vị khán giả. Rất là vui hôm nay đã được thầy Jimmy tạo điều kiện lên cùng giao lưu, cùng chia sẻ cùng một người về một số cái công việc cũng như là một số những cái suy nghĩ của em về những cái hoạt động thiện nguyện. Rồi, thầy cảm ơn Trung. Thì trước hết Trung có thể cho quý vị khán giả của đài VNTV tìm hiểu một chút xíu về cái bản thân của em cũng như những cái tổ chức thiện nguyện của em. Em tên là Trung, Hoàng Hoa Trung, và hiện tại thì đang làm founder cũng như là điều hành hai dự án tại Việt Nam. Đó là dự án Nuôi Em và dự án Sức Mạnh 2000. Thực ra thì hồi trước thì tên là Ánh Sáng Núi Rừng, nhưng mà bây giờ em đã đổi tên thành Sức Mạnh 2000 để có thể trực tiếp lan tỏa được cái dự án rồi về xây trường, xây cầu, xây khu nội trú cũng như là xây những nhà hạnh phúc dành cho trẻ em nó được rõ ràng hơn, truyền đạt được ngay lập tức. Còn dự án Nuôi Em là một dự án mà đang nuôi cơm những em nhỏ vùng cao ở trên trên vùng cao, kể cả đồng bằng ở miền Trung rồi cả ở Tây Nguyên, thì bọn em cũng đang nuôi cơm tại 14 tỉnh thành với số lượng em nhỏ đang nuôi cơm là hơn 40.000 em nhỏ. Và mỗi một năm thì cũng đang cố gắng là nhân hai con số đấy lên để có thể rằng là tiệm cận được những con số khoảng tầm 300 đến 400 nghìn trẻ mà cần được hỗ trợ về mặt ăn uống đều đặn hơn, để các em đi đến trường đều đặn hơn. Như vậy là thầy có cái sự đính chính lại. Bây giờ em hai cái tổ chức mà mình cần giới thiệu về em là tổ chức Nuôi Em và tổ chức Sức Mạnh 2000, đúng không? Đúng rồi. Sáng Núi Rừng là cái thời gian mà khi thầy với em mới quen biết nhau thôi. Bây giờ em có thể cho khán giả biết một chút xíu. Nuôi Em thì mọi người hiểu được rồi, đúng không? Tức là em vận động mọi người giúp đỡ cho những em bé, những vùng sâu, vùng xa có cái miếng ăn để mà em có thể tới trường học cho nó yên ổn. Thì nội cái tên Nuôi Em người ta cũng hiểu được. Em có thể giúp cho mọi người hiểu được tại sao cái chương trình thứ hai của mình chọn là Sức Mạnh 2000, nó nghĩa là cái gì không? Thực ra hồi trước thì là nó tên là Ánh Sáng Núi Rừng, tức là muốn là mang một cái ánh sáng gì đó đến núi rừng. Thì cái chương trình đó thì chuyên là xây trường. Tuy nhiên thì khi mà đến năm 2020 là bên em đã có một cái tên mới, nó nối tiếp của cái chương trình Sức Mạnh 2000, cái chương trình Ánh Sáng Núi Rừng đó, đó là Sức Mạnh 2000. Tức là mong muốn rằng là quyên góp của mỗi người mỗi ngày 2.000 đồng với bất kỳ ai, từ những cô bán rau bán cá, từ những chú xe ôm, từ những bác bảo vệ cũng có thể tham gia được chương trình, góp tiền lẻ mỗi ngày 2.000. Và với chúng ta, nếu mà chúng ta kêu gọi được 1.000.000 người thì chúng ta đã có hơn 600 tỷ đồng. Và 600 tỷ đồng này nó sẽ trong vòng một năm đấy sẽ giải quyết được toàn bộ số trường tại Việt Nam còn đang thiếu. Và thực ra cái Sức Mạnh 2000 có cái hay hơn nữa, đó là nó không chỉ là xây trường mà nó sẽ còn là xây những cái cây cầu để các em được đi học đến trường một cách thuận tiện hơn, không bị bỏ học bởi vì những cái mùa mưa bão nó làm gián đoạn cái con đường của em đi. Các em còn được xây những khu nội trú. Khi mà lên Tây Nguyên thì thấy rằng là rất nhiều em nhỏ sẽ phải bỏ học bởi vì các em không có đủ khu nội trú, không có đủ nhà để thuê trọ, cũng như là cũng không có tiền để mà đi thuê trọ. Cho nên là, và thêm cái thứ tư nữa là những cái em học sinh mà mồ côi, là dân tộc mồ côi, thì nhóm sẽ xây thêm những cái nhà hạnh phúc. Và tiếp đó là sẽ xây và sẽ có thêm những cái bọc học bổng 500.000 đồng mỗi một tháng cho đến năm các em đến 18 tuổi. Như vậy là khi mà các em ấy bị mồ côi thì chúng ta sẽ không may bị mồ côi thì chúng ta sẽ có cái nhà hạnh phúc đầu tiên để các em yên tâm đến trường đã. Nhưng mà chúng ta lại có thêm một cái học bổng đến năm 18 tuổi để các em ấy thực sự là mỗi một tháng đều có 500.000 để coi như đó là một cái để luôn luôn các em đến trường và đến trường
được tiếp thu và không bị gián đoạn việc học. Cho nên là cái sức mạnh 2.000 nó khi mà chúng ta đọc lên nhưng mà cái 2.000 là cái gì? À, nó chính là 2.000 đồng. Và ai cũng sẽ nhìn vào một cái hình tượng từ 2.000 đồng tiền lẻ và nhớ đến bọn em. Đấy là cái hình ảnh của bọn em mong muốn là người ta nhớ đến mình. Ok, như vậy là thầy cũng muốn nói thêm một chút xíu là 2.000 đồng, đây là 2.000 đồng Việt Nam, tức là nó chỉ trị giá chưa tới 10 cent bên Mỹ, đúng không? Tức là em chỉ muốn tất cả những cái quý vị ở Việt Nam, mọi người Việt Nam vẫn có thể đóng góp, tại vì mình nói 2.000 là chỉ là một cái số rất là nhỏ, như là cái cô bán rau hay là những cái người ngoài chợ họ vẫn có thể đóng góp được. Và cái đó là một cái chiến lược thầy cảm thấy nó rất là thực tế, tại vì nó với khoảng 10 cent Mỹ và 2.000 đồng Việt Nam thì thầy nghĩ chắc chắn là ai cũng có thể đóng góp được và họ cũng có thể tạo được ảnh hưởng. Và bây giờ em có thể cho nói lại về thầy nghe em khi em giới thiệu qua một con số nó khá là lớn, nhưng có thể là mọi người không rõ. Em có thể nói cụ thể là năm 2021 vừa qua đó là em đã nuôi được bao nhiêu em trong cái chương trình của mình? Để nói một chút thêm về cái chương trình sức mạnh 2.000 vừa nãy, thì hiện tại là em đã hợp tác với một cái ví điện tử lớn nhất tại Việt Nam tên là ví Momo. Họ đang có gần 30 triệu người dùng và bản thân Momo cũng đã thành lập cho em một cái tính năng ở trên ngay ví điện tử Momo, giúp cho ai mà dùng ví điện tử Momo đấy đều có thể trừ được 2.000 đồng mỗi ngày vào lúc 6 giờ tối. Và cái việc này là việc đầu tiên tại Việt Nam, kể cả các ngân hàng cũng như là các ví điện tử chưa bao giờ có một cái tiền lệ nào làm được một cái tính năng này tại Việt Nam. Và bên em là cái bên đầu tiên và đang là duy nhất đang có cái tính năng này. Cho nên là bọn em đã có những cái kịch bản để có thể giúp đỡ mọi người có thể đóng góp một cách đều đặn như vậy, chứ cũng không phải là chỉ đơn giản là mình kêu gọi không. Đấy. Thế còn ví dụ như là với cái sức mạnh về cái nơi em, thì hiện tại thì nhóm đang triển khai được tại 14 tỉnh thành. Và 14 tỉnh thành này có một cái điểm hay, đó là nhóm em chỉ làm với 4 tỉnh thôi. Còn 10 tỉnh còn lại là đã nhân rộng được bằng 10 đội nhóm tình nguyện khác. Có những điểm hay nữa là họ lại ở chính những địa phương đấy. Ví dụ như Thanh Hóa thì họ sẽ nuôi ở Thanh Hóa. Ở Nghệ An họ nuôi ở Nghệ An. Ở Lai Châu họ nuôi ở Lai Châu. Và cứ như vậy. Và với 14 tỉnh này, nhiệm vụ của bọn em sẽ là hướng dẫn các bạn đó hoàn thiện được cái tỉnh đó. Thế là Việt Nam chúng ta sẽ hết cái việc là trẻ con cần nhận được nuôi. Rất là hay, rất là hay. Cái điều mà thầy cảm thấy khá là thích thú để mà chia sẻ cái thành công của em với tất cả quý vị, đó là em nói cái ví Momo, tức là một cái wallet, digital wallet, đúng không? Tức là bên Mỹ mình gọi là digital wallet, tức là khi quý vị dùng cái ví điện tử đó là cái digital wallet, mà nếu bạn dùng cái phone của mình hay là bạn dùng cái điện thoại thông minh của mình mà mua, trao đổi, buôn bán gì đó, thì cái ví điện tử, ví Momo của Việt Nam có 30 triệu người sử dụng, và người ta giúp Trung làm được một cái app, một cái ứng dụng mà người ta cứ mỗi 6 giờ chiều là người ta sẽ lấy ra 10.000 đô, 10.000 đồng Việt Nam, 10.000 đô, 2.000 đồng Việt Nam. Đúng rồi. Đó. 2.000 đồng Việt Nam. Đúng rồi, đó thì đó là cái mà thầy thấy là quá là tuyệt vời, tại vì cái này mọi người cái sử dụng cái ví Momo điện tử đó thì tự động nó sẽ trừ ra. Em nói là 2.000 đồng Việt Nam đúng không? Anh ở Việt Nam, đúng rồi. Như vậy là chỉ có 10 cent, đúng rồi, 10 cent. Ok, rất là good. Bây giờ thầy muốn bắt qua cái chương trình mới mà thầy với em vừa mới kết nối để mà phát triển. Đó là cái việc mà mình không những là nuôi những em ở 14 tỉnh thành ở Việt Nam, mà như em vừa trình bày, vừa qua 2-7 ngày vừa qua là thầy và em đang triển khai cái kế hoạch này để em có thể giúp cho những trẻ em tại bên Phi Châu, nhất cụ thể nhất là cái nước Kenya. Cái quốc gia Kenya là quốc gia mà cái tổ chức Bill School Foundation mình vừa mới xây một cái ngôi trường cho 60-70 em nhỏ, và có khoảng 40-50 người mẹ mà không có chồng hoặc là không có gia đình. Thì em có thể cho thầy biết là cái lý do tại sao mà cái tổ chức của em muốn triển khai cái dự án nuôi em này ngoài Việt Nam, mà bây giờ mình đi giúp nước Kenya bên Africa nữa được không? Thực ra thì em muốn cho mọi người thấy rằng là thực ra ấy, cái ước mơ lớn nhất của mình, cái mục tiêu lớn nhất của mình là cho tất cả trẻ em tại Việt Nam, là 300.000 trẻ em Việt Nam, hay là xây toàn bộ những cái điểm trường tại Việt Nam. Hàng nghìn điểm trường cần được xây, và hiện tại là bây giờ rất nhiều tổ chức, rất nhiều cá nhân đang làm, và hiện tại là còn đâu đấy tầm 300-400 điểm trường nữa. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta cứ làm theo kiểu là kêu gọi thì thực ra thì rất là lâu nữa chúng ta mới có thể hoàn thiện được nó. Thế còn vì cái câu chuyện là tại sao lại nuôi ở châu Phi, bởi vì nếu mà bây giờ chúng ta ở Việt Nam cũng vậy nhé, rất nhiều người thích
cái việc là mình được giúp đỡ những trẻ em châu Phi, Việt Nam được tiếp cận Internet, được tiếp cận TV, được tiếp cận là biết rằng là châu Phi là một nước rất là nghèo. Và cái điều kiện kể cả về nước sạch, kể cả về nước uống hay là thức ăn là thậm chí liên quan đến cái chết, chưa nói đến cái việc là đi học. Cho nên là ở Việt Nam mình cũng đã rất nhiều người mong muốn làm cái việc đấy, còn chưa có tổ chức nào tại Việt Nam có thể giúp đỡ được. Thế thì em mới nảy ra một cái ý định, đấy là đằng nào thì cũng là một cái mô hình nuôi cơm. Nếu mà người Việt Nam đã có nhu cầu thì mình sẽ có cách để đáp ứng được cái nhu cầu đấy của họ. Mà còn một cái hay nữa đấy là, và đây là những cái tổ chức đầu tiên tại Việt Nam có thể là nuôi cơm và thậm chí là xây trường cho các em ở châu Phi. Và đây nó sẽ là một trong những thứ để mình có thể kể một cái câu chuyện với thế giới, kể một câu chuyện với tất cả những cái Việt kiều trên toàn thế giới rằng là đang có một cái chàng trai như vậy mong muốn cháy bỏng, đấy là phải giúp hết được trẻ em Việt Nam và xây được trường tại Việt Nam. Nhưng để mà làm được việc đấy, chúng ta cần phải có sự gọi là truyền thông, có sự lan tỏa. Thì cái việc mà giúp đỡ được trẻ em châu Phi tạm thời bây giờ nó có số rất là nhỏ thôi, nhưng nó cũng là cái để mình có thể kể một cái câu chuyện, một cái đam mê để của mình đến với toàn thế giới, để có thể rất nhiều người tiếp tục lại về Việt Nam để xây trường. Bên cạnh đó thì khi mà cái mô hình của em tại Việt Nam nó đã triển khai được 14 tỉnh thành và lên được đến 4 vạn, và thậm chí là năm nay bọn em mục tiêu là 8 vạn, tức là mỗi một năm bọn em đều nhân đôi con số đấy lên. Có những năm đầu tiên thì nó chỉ được 50-80 em thôi, nhưng mà khi 2018 nó lên được 5.400, 2019 nó lên được 12.000, 2020 nó lên được 20.000, 2021 nó lên được 40.000. Đấy, và em đã có cái mô hình và cái cách làm đấy, và em tin tưởng rằng là bất kỳ một cái đội nhóm của tổ chức nào tại châu Phi hoặc là ở châu Âu hoặc là châu Mỹ, khi người ta được biết đến mô hình của mình thì họ hoàn toàn có thể mở thêm những cái chi nhánh của nuôi em, những cái dự án nuôi em nhân rộng mô hình đấy ra để có thể giúp đỡ trẻ em ở châu Phi, thậm chí là trẻ em của toàn thế giới. Thì em nghĩ rằng là đây là một thứ mà tại sao chúng ta lại không làm. Rất nhiều người mong muốn được làm việc đó. Bản thân mình cũng cần cái sự truyền thông để kể câu chuyện của mình ra về thế giới. Và cái mô hình này hoàn toàn có thể giúp được, có thể là cả toàn bộ trẻ em châu Phi, thậm chí là cả toàn bộ trẻ em thế giới. Thì mình nghĩ rằng là chắc chắn là mình phải làm, và đây là việc mình cần làm, và đây là thực sự là nó rất là cháy bỏng đối với em. Yeah, ok. Thầy muốn nhấn mạnh những cái con số mà em đưa ra, tại vì 2021 em đã nuôi được 40.000 em tại Việt Nam, và năm 2020 trước đó thì em chỉ mới có được khoảng 10.000, và cái mỗi năm em đã nhân con số gấp đôi, và em dự định trong năm 2022 này con số của em lên tới 80.000. Đó là một con số khá là lớn, và ngay cả đối với một người mà làm thiện nguyện nhiều như thầy vẫn rất là khâm phục cái sự cố gắng và những cái mô hình mà em đưa ra để mà em làm được cái sức mạnh như vậy. Bây giờ khi mà mình nói cái vấn đề triển khai về bên Phi Châu để mà qua giúp những trẻ Phi Châu, không phải cái nước Kenya thầy đang giúp, mà mình đang nói có thể mình đi giúp Uganda, mình có thể giúp những cái nước nghèo Phi Châu, thì em có thể cho khán giả biết một chút xíu là cái kế hoạch triển khai của em là như thế nào để mà mình sẽ keep cái việc nuôi em ở Phi Châu nó sẽ khác với cái việc nuôi em ở Việt Nam, đúng không? Tại vì thầy nghĩ là những cái đối tác mà muốn hợp tác với em hay là những cái người mà cho tiền của em, thì có người sẽ nói là không, tôi chỉ muốn nuôi con nít ở Việt Nam, có người lại nói không, tôi lại thích đi mua con nít ở Phi Châu. Như vậy thì cái việc nuôi em ở Phi Châu em đang dự định mình sẽ triển khai như thế nào để mà có những người nói là ủa tại sao không lo đi giúp con nít Việt Nam mà chưa gì hết lại lo đi giúp Phi Châu, thì em sẽ có cái chiến lược như thế nào và em có cái câu trả lời như thế nào đối với những người mà có những cái suy nghĩ như vậy? Thật ra thì cái câu trả lời cái câu hỏi rất là hay, thì em đã lường trước được đến những cái câu hỏi này, và đây cũng chỉ là một cái mình phải xử lý ngay tại Việt Nam. Nhưng mà tuy nhiên thì tại vì cái mô hình của nuôi em nó rất là thú vị ở một chỗ, đấy là nó không phải rằng là chúng ta gom cả một cục tiền lại và chúng ta phải đi hỏi tất cả mọi người rằng là ê bây giờ có cho tôi phép tôi cầm cái số tiền đấy đi nuôi trẻ em châu Phi không? Không, em không làm như vậy. Mà em có một cái mô hình, đấy là mỗi một em nhỏ định danh sẽ có một người nuôi định danh. Cho nên ý, là khi mà mình muốn triển khai ở bất kỳ đâu, mình chỉ cần nói với họ là ê bây giờ chúng tôi đang có 50 trẻ em ở châu Phi, có 70 trẻ em ở châu Phi và có 50 bà mẹ ở Kenya đang cần được sự hỗ trợ. Ai muốn volunteer hỗ trợ cho những cái người như thế này? Tức là chúng ta clear ngay từ đầu ai là người được nhận tiền, người đấy là như thế nào và cái số tiền là bao nhiêu, và người ta sẽ nhận thức được rằng là ok, chúng tôi đang giúp châu Phi, cái tiền đấy của họ, cái tiền đấy là một người A, thì người A đấy đồng ý giúp cho trẻ em ở châu Phi, thì chúng ta rõ ràng là cứ một một như vậy chúng ta sẽ làm được cho mọi người rất là rõ ràng,
không phải bao giờ có cái chuyện là tôi cầm 50 tỷ ở Việt Nam, chúng tôi đi sang châu Phi giúp, mà không, chúng tôi cầm đúng cái số tiền của từng người một, người ta đang muốn giúp trẻ em châu Phi, chúng tôi cầm sang, nó rất là clear và rất là minh bạch. Còn ví dụ như là cái việc mà kêu gọi thì thực ra ở đây thì khi mà em viết một cái status đầu tiên cách đây hơn một năm là em muốn thử nghiệm nuôi em ở châu Phi, thậm chí đã có 800, 1.000 người đã mong muốn được nuôi cơm ở châu Phi rồi, đã có những người đăng ký ngay từ đầu những thời điểm như vậy, và đấy là chính là những cái tin rất là mừng đối với em. Ví dụ thời gian mình cũng chỉ là một cái trọng số nhất định thôi, ví dụ em nuôi được 10.000 trẻ em ở châu Phi thì chúng ta có một cái câu chuyện nói rằng là vì chúng tôi đã nuôi 10.000 em ở Việt Nam rồi, cho nên là chúng tôi muốn nuôi 1.000 em ở châu Phi, coi như là một cái sự chia sẻ. Với ví dụ như 40.000 em đã được nuôi ở Việt Nam, chúng tôi hy vọng có thể nuôi được 4.000 em ở châu Phi. Đó là một cái sự chia sẻ thôi, chúng ta không phải là tôi bỏ hết Việt Nam, tôi đang đi xây ở, tôi đang làm ở châu Phi, mà chúng tôi chỉ là chia sẻ 1-10, 1-10. Cứ như vậy là bọn em sẽ có thể rằng là giúp cho những người Việt Nam được tiếp cận những trực tiếp đối với những em ở châu Phi. Bởi vì thực ra cái mô hình này là một em nhỏ định danh, một người định danh, thậm chí là thầy cô giáo cũng là định danh, cũng được biết, người ta được biết thầy cô giáo là ai, được tương tác với thầy cô giáo, được cập nhật thông tin hàng tháng, thậm chí nếu mà người ta có điều kiện họ được có được đi thăm các trẻ em đó, ai nuôi trẻ nào được đi thăm trẻ đó. Cho nên thực sự đây là một cái mô hình nó rất là minh bạch và mọi người được được gần như được chạm vào đến cái kết quả cuối cùng là những em nhỏ được ăn cơm. Nên là em rất là tự tin vào cái việc mà cái mô hình này nó sẽ thành công và tiếp tục được nhân rộng tại châu Phi. Như vậy thì là cụ thể em sẽ có một cái sự mình nói nôm na giống như là em ghép đôi vậy đúng không? Một đứa trẻ ở Phi Châu cần được nuôi và một người tại Việt Nam muốn nuôi cái đứa trẻ đó, em sẽ ghép hai cái người đó lại. Và như vậy mình sẽ không có ai phàn nàn là tại sao cái tiền của tôi cho bên đây nó lại chạy bên kia. Thì em dùng cái mô hình ngay cái Việt Nam thì believe, thì nghĩ là cái mô hình Việt Nam của em cũng giống như vậy đúng không? Là em có một cái đứa trẻ và có một người nuôi và em ghép hai như vậy thì họ biết là tiền của họ đi nuôi tại cái đứa bé nào. Thực ra đây là một cái câu chuyện về cá nhân hóa. Nếu mà khi mà chúng ta góp chung vào một cái cục tiền ấy, thì người ta không biết rằng là trẻ em giúp ai cả, và người ta dần dần người ta sẽ mất niềm tin, và người ta sẽ thấy rằng là tại sao bây giờ tôi lại phải gom một cục tiền như vậy, và dần dần là người ta cũng sẽ phai nhạt dần. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái sự định danh một, thậm chí là năm sau họ lại tiếp tục nuôi, đây là lý do tại sao mà em có thể nhân hai được. Bởi vì rõ ràng là đến cái năm sau ấy là em đã rất là ổn định của năm trước rồi. Năm trước người ta nuôi 2 vạn bé thì năm sau đến 98-99% họ vẫn tiếp tục nuôi. Đấy. Và đến năm sau là mình chỉ cần cố gắng thêm 20.000 em nữa, tức là mình đã có 40.000. Ví dụ như năm nay bọn em có 40.000 rồi thì gần như đến 90%, đến 95%, đến thậm chí là đến 98% là họ tiếp tục nuôi, và họ mình lại tiếp tục đi gọi thêm 40.000 em mới. Tức là đây là cái sự hay ho của cái việc cá nhân hóa. Khi chúng ta đã có định danh thì việc cá nhân hóa rất là thú vị. Người ta coi như đây là một cái người gắn bó với mình và họ muốn tiếp tục nuôi những năm tiếp theo. Rất là hay. Thầy thấy cái chiến lược em triển khai mà em dùng cái chữ cá nhân hóa đó, thầy nghĩ nó rất là chính xác. Và thầy rất là hay. Cái câu hỏi này thầy sẽ hỏi em một để thầy hiểu rõ hơn về cái suy nghĩ và cái những người muốn làm thiện nguyện Việt Nam. Giống như khi mà thầy và em nói chuyện về mình sẽ tạo điều kiện để mà giúp cho nuôi trẻ em, thì thầy có đưa ra là có cả ngàn trẻ em người Campuchia nhưng mà gốc Việt, nhưng mà vẫn cần cái sự giúp đỡ. Nhưng mà cái chương trình của em thì lại nghĩ là đi giúp ở bên trẻ em bên Campuchia, cho dù họ là người gốc Việt, cũng sẽ không có làm cho người Việt Nam phấn khởi bằng giúp những trẻ em bên Phi Châu. Thì em có thể chia sẻ đối với thầy, cho thầy một chút xíu hoặc là tất cả những vị khán giả luôn, thì tại sao người Việt lại sẵn sàng để giúp những cái bé Phi Châu nhưng lại không giúp những người Việt ở bên Campuchia? Thực ra ấy, nếu mà có chương trình, em tin rằng là sẽ có người Việt, rất nhiều người Việt giúp đỡ những người Việt ở tại Campuchia. Chắc chắn là có. Chứ không phải là không có. Chẳng qua đây là do cái chiến lược của mình, cái sự lựa chọn của mình, cái chiến thuật của mình để giúp cho cái Việt Nam, trẻ em tại Việt Nam thôi. Bởi vì nếu mà em mà làm trẻ con ở châu Phi ấy, làm trẻ con ở Campuchia, vẫn sẽ có người tham gia. Nhưng mà mình thử nghĩ xem rằng là cái sự lan tỏa của cộng đồng nó sẽ không được lớn mạnh bằng cái việc là mình nuôi thẳng ở châu Phi. Bởi vì thực ra là châu Phi là một cái gì đấy quá là xa vời. Thậm chí cả đời một cái con người Việt Nam cũng chưa chắc người ta có thể nghĩ là người ta có thể giúp được trẻ em ở châu Phi. Thật ra đây là một cái sự mà ám ảnh cả rất rất nhiều. Cứ mở mồm ra nói rằng là lãng phí nước thì người ta sẽ nghĩ ngay đến cái việc là ồ, châu Phi nó không có nước.
chứ không ai biết rằng là có thể là Campuchia nó khó khăn thế nào. Thực ra đây là câu chuyện về mặt truyền thông, đây là câu chuyện về mặt lan tỏa. Bởi vì thực ra bản thân em thì em vẫn mong muốn rằng là Việt Nam chấm dứt hết trước đã, còn đâu là các cái chỗ khác thì là nó sẽ là câu chuyện là chúng ta phải tiếp tục và chúng ta phải đi lâu dài. Còn tại sao em không làm châu Phi, bởi vì không làm ở Campuchia, bởi vì em biết rằng rất nhiều người sẽ làm ở Campuchia được, cho nên là em lựa chọn cái khó nhất, cái khó hơn cả đấy là ở châu Phi em làm trước đấy, để vừa là khi mà mình đã thành công ở châu Phi, biết đâu đấy mình tiếp tục lại, mình lại làm tiếp ở ở Campuchia, thậm chí là ở ở các nước khác. Bởi vì thực ra thì trẻ em nghèo ở khắp nơi thì rất còn rất nhiều, kể cả Lào, Campuchia, hay thậm chí kể cả Myanmar, hay là rất nhiều các nước ở Đông Nam Á, kể cả là những nước ở châu châu Mỹ như thầy cũng đang làm, là cũng rất là nước, nhiều nước chứ không phải là không có. Tuy nhiên thì do một cái sự là lựa chọn chiến thuật cũng như là lựa chọn về mặt truyền thông, làm sao để cho nó thật hiệu quả, bởi vì mình đang cần cái sự hiệu quả. Vì mình nếu mà em càng làm cái sự kém hiệu quả ấy, thì nó sẽ càng kéo dài cái thời gian của bọn trẻ con, nó bị thiệt thòi. Cho nên là mình hãy cố gắng làm thế nào để rút ngắn cái thời gian đấy, chứ không 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 phải là mình không không mình rất là yêu quý các em ở ở Campuchia, ở là người Việt ở Campuchia. Tuy nhiên thì đây là một sự lựa chọn mình phải đánh đổi đấy, cái việc đi nhanh hay là mình cái việc là mình lại tiếp tục phải đi rất là chậm, và rất nhiều em lại khổ hơn đấy. Thầy hiểu rồi. Nhưng mà thầy phải công nhận là cái chiến lược của em, bây giờ thầy hiểu được là cái chiến lược của em như vậy thì nó sẽ vang được cái tiếng vang dội khá là mạnh, khi mà nghĩ trên truyền thông là đây là một tổ chức mình đi giúp bên Campuchia, thay vì là chỉ nói là tổ chức đi giúp ở đi giúp ở Kenya, Africa, thay vì chỉ giúp Campuchia. Tại vì giống như em nói, có thể có nhiều